Hello mọi người nha, mình là Kay đây và đây là Leader. Mọi người ơi, thì cũng được vài hôm rồi mọi người ạ. Nay là mình quyết định đưa ông bà đi Phú Quốc. Kiểu tháng trước mình định đưa ông bà đi Phú Quốc, nhưng mà lúc đấy là mình bị Covid mất, xong rồi con Nhung không mẹ mình cái kiểu bị Covid mất nên là không đi được đấy mọi người ạ. Nên chuyển sang tháng này, thì tháng này là do kiểu dặn mình đưa ông bà xuống đây chơi á, mình cũng ít ra video nữa, mọi người thông cảm cho mình nha. Thì nay là mình sẽ đưa ông bà đi Phú Quốc mọi người ạ. Căn phòng của mình khá là bừa bộn luôn. Đây là Lila vừa mới khỏi Covid đó mọi người ạ. Đây, bà của mình đây mọi người ạ. Bà của mình thì bị do bị ngộ độc thực phẩm hay sao ấy, nên là hôm qua là bị đau đầu mọi người ạ. Đấy, nay chuẩn bị đi rồi nhưng mà bà vẫn đang đau đầu hay sao ạ. Đây, ông thì không sao, ông thì chuẩn bị các kiểu hết rồi. Ok mọi người ơi, đấy bây giờ là mình chuẩn bị đi thôi mọi người ạ. Tại vì nay đi hai xe nên mình với ông với cả Thành Côn với cả Ly đi trước mọi người ạ. Chờ trên kia thì có con Nhung nó lâu lắm, nó còn tắm rửa kiểu nữa cơ. Khá là nhiều vé luôn mọi người ạ, nay là 9 người đi luôn đấy. Bây giờ là mình đang chờ con Nhung với cả mẹ mình đang đi xe taxi từ sân bay đến từ nhà đến mọi người ạ. Đây là con Nhung của đấy, nay mặc váy luôn, buồn cười quá anh em ơi. Nay mình ra từ 7 giờ nên sân bay hôm nay có vẻ như là khá là ít người luôn mọi người ơi. Trước là mình ra lúc tầm khoảng 9, 10 giờ, 11, 12 giờ á, lúc đấy đông nghịt luôn, xong kiểu phun người luôn ấy mọi người. Lúc đấy phải xếp hàng dài hàng loạt luôn cơ. Lần thứ 3 ngồi vệ sinh. Thành Côn nay đi ăn trực à? Nay lại đi ăn trực à? Đi ăn trực. Đây bát phở này biết bao nhiêu không? 130.000 đấy. 130.000. Đấy 130.000. Đấy ông này. Đây còn con Nhung và Ly xong là con Thảo là nó ngồi ở kia rồi ạ. Đấy sang chảnh đấy. À thôi, bây giờ là mình sẽ ăn thôi, ăn sáng thôi, đói lắm rồi. Bọn họ không muốn ngồi cùng mình anh em ạ. Đấy tại vì mình đi vệ sinh 3 lần nên họ né mình ra. Đi. Đấy anh em ạ, sang chảnh luôn. Đây là bát phở của mình rồi ạ. Trước tiên thì mình sẽ uống là nước cam hết. Đây anh em ơi, đói lắm rồi, làm bát phở thôi. Thành quay theo bát phở đi. Đây nhìn bát phở ngon không? Ăn xong rồi. Bây giờ là lần thứ 5 mọi người. Lần thứ 5. Chị ơi, dầm mặt kệ chị nhé. Đây sao ăn đi. Dập mặt nhá. Con lợn này nghịch vừa thôi. Ôi giời ơi, đúng là nghịch lợn đi lợn ạ. Mì không biết làm gì. Nghịch. Rồi, Thành Côn lần đầu đi máy bay đúng không? Lần đầu. Đấy, lần đầu anh em ạ. Đây mọi người ơi, chuẩn bị cất cánh và bay thôi mọi người ơi. Thank you.
Mọi người ơi, mình đã bay lên rồi mọi người ạ. Nhưng mà khá là buồn tại vì hôm nay mình kiểu dạng chọn vé chọn ngay ở gần cửa thoát hiểm nên không có cửa sổ mọi người ạ. Có cửa sổ cho nhỏ này đủ để mà quay video cho mọi người xem thôi mọi người ạ. Nhưng mà không đủ để mà ngắm cảnh được mọi người ơi. Đây mọi người ơi, thì là mình kiểu dạng cười con Nhung ấy. Con Nhung hôm nay buồn cười vãi, nhìn kiểu dạng sang chảy mọi người. Đeo kính râm nhìn buồn cười vãi mọi người ơi. Đấy, bà của mình thì chắc đang say máy bay thì đang ngồi kiểu dạng ngủ luôn mọi người ạ. Một hai tiếng trước còn ở Hà Nội, bây giờ đến Phú Quốc rồi. Nó khá là đông người luôn, nhưng mà hôm nay trời mưa nhưng cực kỳ buồn luôn ấy mọi người. Kiểu dạng đi du lịch ấy, xong trời mưa. Ai, chán luôn mọi người ạ. Nay mình thuê khách sạn Novotel, mình đến đây thì khác có xe của khách sạn đến đón mọi người ạ. Ai sang chảnh ấy, ai đồ, ai sang chảnh ấy. Thôi đi. Hả? Coi là mắt ta bị lẹo thôi nha. Mắt bị lẹo là sao đi? Alo, sang chảnh ấy anh ạ. Ui rồi. Vì mà tao bật cười với anh em ạ. Bây giờ đi ra khách sạn ngủ nghỉ xong rồi đi ăn thôi mọi người ạ. Phú Quốc kiểu trời mưa ấy, nhưng mà gần biển cực kỳ nóng luôn ấy mọi người. Đây thì mình đã đến khách sạn rồi mọi người ơi. Ở trong này cực kỳ mát luôn, khá là to rộng rãi luôn. Khách sạn này là có view gần biển mọi người ạ. Tí lên phòng mình sẽ quay cho mọi người xem này. Và đây là cái bản đồ kiểu dạng ở khu này hay sao ấy. Lên nhận phòng thôi. A à, hi hi. Đây là phòng của Nhung mọi người ạ. Đó, đây là phòng của Nhung. Ua. Hello Nhung đây. Xem ở xem nào, ra xem view rồi em ạ. Ô. Có phải view. Đây, biển ngoài kìa mọi người. Biển rộng mong manh. Mênh mông ở ngoài kia, xong có villa biệt thự các kiểu ở ngoài kia, mầm mầm mầm. Xịn vãi. Đẹp vãi mọi người ạ. Đấy, view đẹp đấy. Ok mọi người ơi, mình sẽ quay cho mọi người xem phòng của mình nè mọi người. Thấy đẹp không, thấy đẹp không, thấy đẹp không. Từ từ, để mình quay xem nào. Đấy, khá là đẹp luôn. Ui, view này mọi người, nhìn view này. Đấy, view kiểu giống nhau hết mọi người ạ. Ui. Biển Phú Quốc ở ngoài kia kìa mọi người. Đẹp vai mọi người ạ. Được. Là phòng của ông bà mọi người ạ. Đấy. Đấy ông bà. Đây, để mình quay cho mọi người xem view phòng của ông bà. Ôi, view phòng của ông bà đẹp hơn nhỉ? Ôi, máy cũng quay nét đã cái thế. Của người ta iPhone 13 thì phải đẹp chứ. Sáng thế. Nhìn phòng ông bà rõ biển hơn. Biển này để ăn men chứ. Ô, không phải biển này nè. Ăn men phải hot cứ quấy pha ở đây. Hạ Long, Hạ Long thì cũng vịnh thôi. Đúc đúc chưa là Hạ Long là ông bà chưa đi. Chưa có nổ po vậy. Ờ đúc. Đúc đi Hạ Long là bà chưa đi. Trái đất mình vẫn cứ tròn này, mình cứ cổng ở phía 5 mét xong mà mình vẫn cứ khẳng đín nó phải 500 mình hút nằm bài mình bứt tóc này. Đây này. Đây là thằng bà ấy cứ khai mình mít thừa khẳng hương đi thôi. Đấy thành cô đang nói với bà. Đưa khai khẳng hương thôi mà mình cứ mình vẫn xuống thằng cổng trái đất. Đưa xuống thằng cổng mạng đín đi xong mà mình mạng đín nó mình 500 mình hút thôi ấy. Học mình hao bước bình càng hao này. Bà lần đầu thấy biển đó mọi người ạ. Lần đầu thấy biển luôn đấy. Lần đầu thấy biển bên ngoài đời luôn. Mỗi hôm chỉ TV. Ở dưới này là bể bơi này, mình có thể xuống tắm ở đây các kiểu được hết. Khai ọc. Đây ông bà tối ra ngồi đây tâm sự à. Tối ông bà ngồi đây tâm sự xong uống cà phê ở đây. Đây ở trong này là có tủ lạnh này á.
tủ lạnh á. À đây đây đây, tủ lạnh ở đây. Tủ lạnh đây. Đây đây, ở po. Này tủ lạnh này là có nước ngọt này, xong có bánh này, xong có đủ thứ luôn. Về với mọi người ạ, à, mát vai kiểu dạng là mình đi từ Hà Nội ra Phú Quốc là 2000 cây số đấy, gấp 4 lần đi lên Điện Biên luôn, đi đến đi máy bay hết 2 tiếng đấy. Đây mọi người nhìn phòng mình đẹp không, cái kiểu view kìa, khá là đẹp luôn. Thành Côn đang quay cho mình em ạ, xem là quay đây đấy, thấy view chưa, thấy view chưa, xịn sò con bò luôn, view khá là đẹp luôn anh em ơi. Xa xa kia còn có thuyền nữa chứ. Xa xa kia còn có thuyền nữa mọi người. Tàu thuyền nó kiểu kìa. Đấy. Hello Lilo. Tí tí. Đẹp đấy. Ok nhá, bây giờ mình sẽ review khách sạn cho mọi người xem đấy. Đây. Có à hai cái đi lượn thấy đẹp không? Đẹp. Đôi không? Mặc đôi không? Hả? Mặc đôi nhá. Đây, tiếp theo là mình review tủ lạnh cho mọi người xem này. Đây, có tủ lạnh này, đi lận này. Có bánh này, xong có rượu này, xong có mì tôm này. Nước ngọt, coca kiểu có hết rồi đấy. Đi phải quay xuống chứ, anh bảo review thế này, xong đi phải quay xuống này chứ. Ok. Mình đóng này. Đấy, nó kiểu trong tủ này thì chắc là tủ để đồ, để giày, để dép hay sao ấy. Tủ này chứ. Đấy, có cà phê ấy, kiểu này. Bây giờ là mình sẽ review bên nào phòng này cho mọi người xem nhé. Phòng vệ sinh. Quạt phòng vệ sinh cũng đẹp, xịn sò, sang xịn nhịn đấy. Mà phải đánh răng đủ thứ luôn. Đấy, bên bồn cầu. Ok. Bây giờ là mình nghỉ ngơi xíu xong rồi xíu rồi đi ăn uống mọi người ạ. A few minutes later. Hey, mọi người ơi, bây giờ là tụi mình sẽ chuẩn bị đi ăn này mọi người. Đó, đây là chỗ mà ở thang máy á. Chỗ phần này cũng view đẹp hết mọi người, nhưng mà view vào núi kiểu dạng ở xung quanh này là biển ấy, nhưng mà ở trong này là kiểu hòn đảo lên hay sao ấy. Mình cũng không biết nữa. Ấy bà đang quay. Hello con Nhung. Mafia internet. Thôi bây giờ xuống đi ăn thôi. Quả này bao nhiêu? Sergey 30 em. 30. Hai cái là 70. Đấy, này là mình sẽ ăn thử mấy quả này. Đây là quả mây đúng không cô? Đây, cháu gửi ạ. Bây giờ gia đình mình sẽ ăn này mọi người. Bây giờ là 2-3 giờ chiều rồi. Mình có gọi món, đây là món là ngọc tô hay ngao hay cùi gì á. Nhưng mà cực kỳ to luôn mọi người ơi. To lắm luôn ý. Ngọc tô với ngao hay cùi gì à? Sau khi ăn xong mực và ngọc tô mọi người ạ, mình sẽ có gọi thêm tu hài này với cả canh măng chua này. Ngon. Thầy ơn Bắc Trung Nam anh ăn được hết nhá. Bắc Trung Nam ăn đồ ăn ngọt. Không nhưng mà không ngọt được. Tiếp theo là món cá hấp xì dầu này mọi người. Mặt phải đi lận kìa. Đấy là em nhìn buồn cười với mọi người. Mọi người ơi, bây giờ là tụi mình sẽ đi bãi biển mọi người à, đi xem biển Phú Quốc như thế nào. Này. Tụi mình bây giờ đi ăn xong rồi. Đấy mọi người ơi, bãi biển này. Ui đẹp vãi thề. Xinh đẹp tuyệt vời. Người ta ra bắt cá bắt kia ngoài kia kìa. Ngoài kia là chỗ tắm kìa. Đi tắm ngoài kia kìa. Đi tắm ngoài kia. Đấy bây giờ ra ngoài kia đi xem thử xem là chỗ đấy hình như thấy người ta tắm ở đấy mọi người ạ. Ui, nhìn sóng biển này. Ui, sóng biển ghê quá. Sóng biển ghê quá mọi người ạ. Đây.
mình đã về khách sạn lại rồi mọi người. Bây giờ là mình sẽ ra tắm ở chỗ kìa, đó bể bơi kìa. Định ra tắm biển nhưng mà trời gần tối mất rồi mọi người ạ. Kiểu dạng trời gần tối mất rồi nên là mình không đi nữa mọi người ơi. Hay bây giờ là mình sẽ đi tắm bể bơi nhá mọi người nhá. Đây bây giờ là mình sẽ xuống tắm ở đây mọi người ơi. Đâu? À bà kìa. Tắm. Đấy, á đủ nhung ơi, chất chơi người rơi đấy. Ôi, nước này mọi người này. Không lạnh cũng không nóng. Hơi gầy đấy nha. Hơi gầy cục cục cục. Hơi cục cục cục. Cha cha cha. Ôi, mát vãi mọi người ạ. Ra cái chỗ 0,8 mét đi. Ở chỗ này tận đấy mà. À. Lạnh cả, ngoài kia là biển mọi người ạ. Đó nhưng mà tối rồi mình lười ra tắm biển lắm. Đấy, lạnh nữa xong tụi mình ra tắm ở bể bơi này. Đi lượn không biết bơi ấy mọi người ạ. Bảo không thấy đang bơi rồi. Á đù, thật đấy. Ui, mát vai mọi người ạ. Đi đi, đứng yên để anh bơi từ đấy sao nhé. Ơ nào, thôi anh tập giúp. Mọi người ơi, trời gần tối rồi, bây giờ là mình dậy đi lượn tập bơi mọi người ạ. Đấy, mười mấy tuổi đầu rồi mà không biết bơi. Lớn tuổi đầu rồi mà không biết bơi. Ui, công nhận là view khách sạn nhìn đẹp thật mọi người ạ. Nhìn ở dưới nước nhìn qua kiểu dạng đẹp vãi cả nổi da luôn ý. Tối rồi, đói rồi, bây giờ là quyết định xuống nhà hàng ở dưới khách sạn ăn. Đỡ phải đi đâu xa mọi người ạ. Ngày mai là mới đi chơi từ sớm. Bây giờ là đói lắm rồi, bây giờ đợi món ăn đến và ăn thôi mọi người ạ. Cô này đang không biết gì ấy, lần đầu đi sang chảnh nên nó không biết anh em ạ. Cái này để làm gì? Này á? Ờ. Á đồ. Nhưng mà Thành Côn có mặc váy đâu. Đấy, bây giờ đang đổi thức ăn đến mọi người ạ. Lợn này vừa mới đến nữa mọi người ạ. Đây, ăn cơm này. Ăn xương kiêu quá chứ. Tất cả. Kiêu nướng xám miếng thôi bên đây. Xám miếng. Wow. Thử chầm thử như thế này. Đó. Thành áo. Thêm cái cá chém ấy nè. Ok mọi người ơi, vậy là kết thúc ngày hôm nay rồi. Ngày mai là mình sẽ đi tour bốn đảo Phú Quốc. Mọi người cùng hóng cùng mình nhé. The next day. Wow, trời ơi là trời đi chơi gặp đúng trời mưa mọi người ạ. Khá là buồn luôn nhưng mà không sao. Bây giờ là làm gì làm, bây giờ đi ăn trước, đang đi ăn trước rồi tính mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ đi ăn là buffet nhé mọi người nhé, buffet sáng nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ đi gọi ông bà kiểu dậy xong là mình với ông bà kiểu sẽ đi ăn buffet buổi sáng mọi người ạ. Buffet ở đây thì là miễn phí mọi người ạ. Đấy, bây giờ đi ăn thôi. Hi. Đây, bước vào đây là có hoa quả này mọi người, có hoa quả này, rộng thức ăn. Đấy, cơm rang cơm mất kiểu luôn mọi người. Ở bên đây là có súp nấm này, cháo. Đây là mì xào. Ở đây là có quầy bánh này mọi người. Quầy bánh, bánh mì. Ui, ui. Bánh to quá.
Đây mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quyết định ăn thử món bánh canh chả cá mọi người ạ. Đây. Trời đã bắt đầu nắng rồi, bây giờ là ra khơi thôi anh em ạ. Kelly sẽ trở thành vua hải tặc mọi người ơi. Ui, ma trời ơi, là trời lần đầu mình ra biển kiểu dạng có sóng to thế này luôn ấy. Trong lần đầu mình được đi cano luôn ấy mọi người. Cái gì cũng lần đầu, cái gì cũng lần đầu. Bây giờ là mình sẽ đi tour 4 đảo mọi người ạ. Đi hẳn 4 đảo luôn nhá mọi người nhá. Đó, mình đang đi cano này, trời gió cực kỳ mát luôn mọi người ơi. Đó, đằng xa xa ngoài kia là cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, 8 cây số luôn. Tí là mình sẽ đi cái kia mọi người ơi. Bây giờ là mình sẽ đi ra chỗ hòn đảo gì gì đó để mà đi bộ dưới đáy biển mọi người ạ. Đó, kiểu lặn xuống biển xong đi bộ dưới đáy biển xong ngắm cá luôn ý. Uầy, cảm giác thích phai. Đây là ông của mình cũng là lần đầu đi cano luôn mọi người ạ. Năm trước là đi Hạ Long đấy là đi thuyền mọi người ơi. Đó, mình đây là lần đầu mình kiểu dạng ra bên ngoài biển là có sóng luôn. Lần đầu đi cano luôn, cả nhà mình ai cũng lần đầu mọi người ạ. Bây giờ là bắt đầu cuộc hành trình khám phá dưới đáy biển. Đấy, đi bộ dưới đáy biển như kiểu dạng Doraemon và Nobita luôn mọi người ạ. Đây, nhìn mặt của mình hào hứng khi được xuống biển này mọi người. Uầy, nhìn nước kìa mọi người, nhìn sợ quá nhưng mà xuống kiểu dạng nước mát cực kỳ luôn. Tí là mình sẽ đừng mở mắt trong nước nữa nhá mọi người nhá. Kiểu dạng xem san hô ở dưới đáy biển ý. Ui, cái cảm giác mà nó đá mọi người ạ. Nhìn san hô dưới biển này mình có thể sờ được như kiểu dạng sinh vật sống luôn ý mọi người. Mềm mềm thích thích, kiểu dính dính thích thích luôn. Cực kỳ thích luôn mọi người ạ. Nhìn mình phê chưa kìa mọi người. Đó, mình có kèm theo cái chụp ảnh nên là tí là sẽ có được các anh kia quay phim hộ mọi người ạ. Uầy, vé xuống đây là 900 mấy một người ý mọi người. Nếu mà mình muốn quay phim chụp ảnh thì thêm 200k nữa. Đây, đây là hình ảnh của các anh quay phim cho này. Tại vì có máy chuyên dụng ở dưới nước để mà quay phim ấy nên đẹp lắm mọi người ạ. Đó, mình được quay, mình chỉ mua vé mình được quay thôi, quên là mình mua cho cả nhà mọi người ạ. Lúc đầu mình tưởng vé 1.9 triệu cơ, nhưng mà vé là 1.1 triệu để kèm, 1.2 triệu để kèm quay phim thôi. Nhưng mà tiếc quá mọi người ạ, về nhà ai cũng không có ảnh, tiếc quá mỗi mình có ảnh thôi. Đấy, mọi người nhìn thấy mình quay đẹp không? Cá ở dưới biển kìa. Ở dưới biển như kiểu dạng một thế giới mới luôn ý mọi người. Như kiểu dạng một thế giới mới luôn đấy, có đường đi xong có san hô xong có rừng núi các kiểu luôn. Mình đã lặn xong rồi, bây giờ là tiếp tục sang đảo mới thôi mọi người ạ. Tiếp tục khám phá hòn đảo mới thôi. Cuộc hành trình của Kelly bắt đầu. Yeah. Ok mọi người ơi, thì bây giờ là sẽ ra đây chụp ảnh mọi người ạ. Quay. Đồng vai. Alo. Có giao cạo lông nách à? Alo. Bây giờ là mình sẽ ra đây cả nhà mình quay flycam mọi người ạ. Đây mọi người ơi, đi lượm của mình nhé. Mệt không? Nóng. Nóng mà, quay, đi lượm. Đây là Nhung đang bôi à. Ông bà mệt không ông bà? Mệt. Đảo này là chỉ quay flycam với cả chụp ảnh thôi mọi người ạ. Bây giờ là sang đảo khác để mà ăn cơm với cả bơi các kiểu nữa luôn á. Đấy, bây giờ là đi. Mama hôm nay mệt không? Mệt. Mệt nhưng mà vẫn thích đi chơi mọi người ạ.
Uầy, đổ về với kiểu đông vai thế luôn. Bây giờ nãy lên rừng, bây giờ xuống biển anh em ạ. Mệt không? Mệt. Mệt không nhưng cột? Có chứ. Cái gì móng tay nhỉ? Đây, tụi mình sẽ ngồi ăn ở đây mọi người ơi. Đó. Đây mọi người, món ăn hôm nay là có cá này, xong là đây là cá kho này, đấy, xong là có đồ nướng này, đấy, các kiểu luôn, khá là ngon luôn mọi người ơi. Mình mời mọi người ăn cơm cùng mình nha mọi người, ai cũng mệt mỏi hết rồi, bây giờ ăn cái nào cái đấy ngon miệng cực kỳ luôn mọi người ạ. A few minutes later. Ok mọi người ơi, bây giờ là mình sẽ ra chụp ở chỗ kia, trước khi ra đây mình sẽ quay TikTok chứ không ạ. Đấy, mình vừa mới thay quả bộ quần áo buồn cười vết cả rồi. Anh xem em như cuộc vui thoáng qua. Đó, đây đẹp không? Biển này, biển này đang sau. Chẳng biết cô ai đôi vơi. Hãy đi anh. Ta là Luffy, ta sẽ trở thành vua hải tặc. Bây giờ là mình sẽ chờ ở đây để mà chụp ảnh mọi người ạ. Cho mình tắt đấy bạn đầu. Hai thằng quay. Hạt chim bơi, không có, bạn làm tốt được. Hạt chim bơi, hai tay cái hạt chim bơi, giang hai tay cái hạt chim bơi, chào lấy cam rồi. Cô ngoài, cô ngoài, cô ngoài, hai ngón tay, hai ngón tay bé lên. Rồi, rồi. Mọi người nhìn cái hòn đảo móng tay nhìn đẹp quá mọi người ạ. Đấy, mọi người nhìn xung quanh này như kiểu rằng ở trong anime đảo hải tặc luôn mọi người ạ. Uầy, mình lần đầu kiểu dạng thấy đảo mà đẹp như thế này luôn ấy mọi người. Nước thì trong xanh, ở dưới thì nhiều cá phải. Đấy mọi người ạ, toàn các chị chân dài bikini các kiểu con đà điểu luôn mọi người ạ. Chiu chưa, chiu chưa. Anh ấy đi cho em quả nhạc chiu chiu xem nào. The next day. Hello mọi người, lại là Kelly đây. Hôm qua mình có làm video đi 4 đảo các kiểu con đà điểu. Đó thì hôm nay là mình sẽ thử đi cái cáp treo vượt biển dài nhất thế giới. Đó, mình nghe bảo vậy mọi người ạ. Đây mọi người ơi, nhìn quả mặt mình đen xì hết rồi này. Đó, bà của mình đằng sau, ông của mình đằng sau kìa. Đi thuyền kiểu dạng đi nhanh ấy, kiểu đi cano đi nhanh nên là không sao mọi người ạ. Kiểu không bị say sóng luôn ấy. Đi mát cực kỳ luôn, thích cực kỳ luôn mọi người ơi. Ok mọi người, bây giờ là mình sẽ xuống tắm biển ở dưới này nhá mọi người nhá. Hôm trước là đi bộ dưới đáy biển, hôm nay thì là tắm biển mọi người ạ. Đó, mình cùng với đi lợn này, mọi người nhìn thế này thôi ai cũng phải mặc áo phao hết. Kiểu ở dưới nó sâu cực kỳ luôn ấy mọi người. Tí mình sẽ quay cho mọi người xem ở bên dưới nước nó sẽ như thế nào nhá mọi người nhá. Ok mọi người ơi, bây giờ thì mình đang xuống dưới này để bơi mọi người ạ. Nhưng mà cái gì nó lại bà của mình kiểu như mặc áo phao ấy nên kiểu nước biển cứ lình bình, bà của mình say sóng luôn mọi người ạ. Ui, công nhận là nước biển mặn thực sự. Mặc áo phao tắm biển không sướng mọi người ạ. Mình là mình người biết bơi mà, mình chơi hẳn bỏ áo phao ra xong kiểu dạng bơi luôn mọi người ơi. Đây mọi người ơi, thấy cô đấy, rất chơi người rơi.
Đây mọi người thì đang bơi này, đang bơi ở chỗ này này mọi người, phê lắm. Ông bà của mình thì đang bơi ở dưới kia. À, Ly cái kìa, Ly đang lênh lênh ở ngoài kia kìa mọi người. Đấy, Ly đợi đây kìa, đáng yêu. Uầy, mọi người nhìn đàn cá kìa, mọi người nhìn kìa. Uầy, nhiều cá vãi cả nồi ra luôn ý. Sau khi bơi xong rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi cáp treo mọi người ạ. A few moments later. Bây giờ là mình đến chỗ hòn đảo Dĩ. Bây giờ là đi cáp treo về với cả chơi công viên nước mọi người ạ. Ở đây là có công viên nước này. Bây giờ là tụi mình sẽ chơi công viên nước mọi người ạ. Chơi cái gì chơi, chơi thoải mái tự do luôn. Đấy, chơi thoải mái tự do là đến 4:10. 4:10 là sẽ bắt đầu đi cáp treo về. Cái này thì tạm dừng rồi này. Bây giờ là tụi mình sẽ đi kiếm cái nào để mà chơi. Đây, đẹp lắm. Uầy, đẹp phải mọi người ạ. Hoa, đẹp phải cả nồi ra. Bây giờ là tụi mình sẽ đi trượt nước các kiểu luôn á. Uầy, xịn sò con bò vậy mọi người ạ. Xịn sò con bò á. Bây giờ là tụi mình sẽ trượt này. Bây giờ sẽ trượt mấy cái này này. Đây là cái chơi. Đây. Ui dồi, họ hết kìa. Tiếng thét kìa, ui dồi, rơi xuống dưới kìa. Đó, bây giờ là rơi xuống đây. Mình vừa mới chơi xong cái này mọi người ạ. Đấy, phê không phê không? Sắp bị chỉ rồi thầy. Phê không như Ly? Sợ. Sợ à? Nhưng mà ở trên là không được quay mọi người ạ. Ở trên không được quay. Bây giờ là mình có cái này kiểu dạng mạo hiểm này mọi người. Đây chơi kiểu lặn xuống xong bỏ điện thoại xuống luôn. Xem nhé mọi người. Anh chị nào mà nằm trên bao lòng xuống qua. Đi ơi. Bây giờ là mình sẽ đi cáp treo để mà về nhà mọi người ạ. Cáp treo này nghe nói là cáp treo dài nhất, vượt biển dài nhất thế giới, xong là đi 20 phút luôn mọi người ơi. Đây mọi người ơi, thì mình đã đến cáp treo rồi. Đây. Đây, đây là cáp treo. Đây, đây, ra ngồi đây cho đẹp. Đó. Tụi mình sẽ ngồi ở bên này mọi người ơi. Cáp treo anh em ơi. Ôi, chào mặt con. Giảm tốc áo. Uầy, phải nói là quả cáp treo này cực kỳ đỉnh luôn mọi người ạ. View núi, view biển các kiểu xem được hết luôn mọi người ơi. Thấy thành côn nó đang hét lên hét xuống kiểu dạng nó kiểu lần đầu ấy. Mình cũng lần đầu luôn mọi người ạ. Đấy, ông bà các kiểu của mình cũng lần đầu, Ly lận cũng lần đầu luôn. Mọi người nhìn view này, mọi người nhìn quả view đẹp phát cả nồi ra. Bà của mình còn sợ kiểu cáp treo đâm vào cái cột đằng trước kia kiểu mọi người. Buồn cười quá. Đấy, mọi người thì tranh thủ check in sống ảo xong rồi ngồi ngắm các kiểu thôi mọi người ạ. Uầy, phải nói là đi quả cáp treo này, đi Phú Quốc mà không đi quả cáp treo này gọi là phí luôn mọi người ạ. Phải nói là đỉnh cực kỳ luôn. Mình quay video như thế này mọi người xem như thế này
gọi là mọi người cảm nhận được một đi, nhưng mà mình ở ngoài đời ấy, xong mình đi ấy, ui dồi ôi, cảm giác nó phê, xong view nó cực kỳ đẹp luôn á. View ngóc ngách, mọi ngóc ngách sống ảo, cực kỳ đỉnh luôn. Đấy, mới tội là chỗ của mình ngồi kiểu dạng là ánh sáng hơi phát vào nên kiểu kính hơi có hình của mình mọi người ạ. Đây, ai ai cũng check in sống ảo mọi người ạ. Bà của mình ngắm mọi phía hết luôn. 24, 65, 30. Anh edit cho em một quả nhạc chiêu chiêu ấy. Mọi người thấy chưa? Đỉnh vai, nước biển xanh mênh mông, xong nhìn hòn đảo, nhìn tàu thuyền đủ thứ con đà điểu luôn mọi người ơi. Đấy, nhìn kìa, biển kiểu mênh mông luôn ấy mọi người. Say cắt treo. Say cắt treo. Dân chơi trong tay sao? Nhìn mặt trời kìa. Mama đang say cắt treo. Đẹp thật. Ui. Đằng sau này. Nay kiểu như là mệt nhưng mà vui mọi người ạ. Đi ngắm hết luôn. Đấy mọi người nhìn này. Ở trên này ngắm xuống dưới là toàn kiểu khu rừng luôn ấy mọi người. Khu rừng của đảo các kiểu luôn ấy. Ở dưới này chắc có nhiều động vật các kiểu cực kỳ luôn mọi người ạ. Mặt đen xí hết rồi. Mà đi đợt đen xí hết rồi. Đang ngồi uống rượu. Má đang ngồi dù dãi. Anh đang quay thẳng quá. Quay rồi, đang quay rồi. Không biết tổ xứ á, anh này. Anh này. Anh này. Ở đây đây. Mình thì sống ảo khắp mọi ngóc ngách luôn mọi người ạ. Sống ảo từng ly từng tí luôn rồi ạ. Cứ tí là sống ảo, cứ tí là sống ảo. Quả cáp treo cứ đi qua một hòn đảo là một nơi cực kỳ đẹp. Đấy, bây giờ tụi mình đang đến cái ga đó, qua bên đấy là một thành phố địa trung hải cực kỳ đẹp luôn á mọi người. Kiểu thành phố châu Âu, ở châu Âu hay gì á. Sống ảo và sống ảo mọi người ạ. Đấy mọi người chụp màn hình lại đi. Đấy mọi người đấy kiểu nào đẹp người chụp màn hình lại đi. Đó. Toàn những thanh niên sống ảo. Phải. Không có thể từ nào diễn tả được cái từ đẹp. Đấy nhìn quả cổ rồi. Cổ to cho kiểu người. Đỉnh thật sự. Qua mấy hòn đảo rồi, bây giờ tiếp tục ra khu này, khu thành phố. Kiểu khu này cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Khu này khu kiểu check-in sống ảo các kiểu ấy. Đây mọi người này. Wow. Đỉnh. Lại phải sống ảo thôi. Mình như kiểu là đang đi, mình đang đội trong chóng tre của Doraemon. Như kiểu đi trong chóng tre của Doraemon đúng không? Thuận theo mọi.
Cái kia kia là một thành phố to kìa. Thành phố châu Âu. Chụp đẹp lắm này Nhung ạ. Anh đi đi đi. Xong xuôi đi quảng khắp treo 20 phút. Mọi người ơi, mình sẽ cho mọi người xem bản đồ này. Đấy, bản đồ này cắp treo kiểu này. Bản đồ này, thành phố Phú Quốc. Bản đồ thành phố Phú Quốc mọi người ạ. Đấy, đây chỉ là một góc thu nhỏ đấy. Đấy, bản đồ kiểu bản đồ ghê. Ok mọi người ơi, thì như bên nước ngoài luôn mọi người ạ, đỉnh thật. Ok mọi người ơi, thì bây giờ là mình sẽ kết thúc video là đi bốn đảo, đây. Xong rồi là mai là mình sẽ quay tiếp lại đi chơi ở chỗ này, đây gọi là thành phố châu Âu gì á, đẹp phát cả nồi ra luôn ý mọi người ạ, đấy đẹp lắm. Bây giờ tụi mình sẽ về nghỉ ngơi xong mà, xong rồi mai mới đi chơi tiếp. The next day. Hello mọi người nha, mình là Kay đây. Đấy, và đây là gương sang chảnh những đây mọi người ạ. Uầy, thời tiết hôm nay đẹp quá. Kiểu dạng trời sáng nay kiểu mưa ấy, mình tưởng là không đi chơi được. Cuối cùng bây giờ là 1-2 giờ chiều rồi. À, trời nắng kiểu thời tiết cực kỳ đẹp luôn ấy mọi người. Thì nay là mình quyết định đi chơi cái gì nhỉ? Đi chơi cái trò chơi mạo hiểm. Xong là đi Grand Lure các kiểu, xong ở trong đấy là có vườn bách thú, sở thú, chim vẹt các kiểu. Con đà điểu luôn mọi người ạ. Cái là kia luôn. Bây giờ mình sẽ đi xem ạ. À đồ, nay mặc xì tai gì đây? À đồ cu te gơn. Thế đây là đi, dần chơi đi lận xì tai gì? Công chúa ạ, xì tai công chúa ạ. Xì tai sang chảnh mọi người ạ. Đấy. Cái con này, mày vừa nói gì? Làm khổ sở. À đây. Đây xin tay gì? Đây á. Đây là xin tay bó. Đây này, cầm này. Đi cầm cho anh này, đi cầm cho anh. Đây đây, chỗ này, đúng không? Đấy, bây giờ mình giơ lên nhá. Cái giày không hợp. Trông sao tặng. Đây không hợp đúng không? Mình là xì tai boy phố mọi người ạ. Ok thì bây giờ là đi thôi. Đây xì tai của mình ạ. Mình cười với anh em. Cái quần của mình nó không hợp á. Cái giày của mình nó không hợp để mặc với cái này á. Mình kiểu dạng mặc xì tai đôn chề mọi người ạ. Đây mọi người xem này, thời tiết hôm nay kiểu dạng nắng đẹp cực kỳ luôn ý mọi người ạ. Ui đi ơi, nhìn cái kiểu rằng anh quay cái này đẹp lắm này. Đấy đi lượn nay sang chảy gơn mọi người ạ. Tới đâu để đi xa ra để xem dáng đi lượn em ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ là mình chờ xe để mà đi mọi người ạ. Đây là mình quay bằng điện ảnh giống như kiểu rằng quay bằng máy quay vá, nhìn kiểu rằng nó xóa phông ấy, nhìn đẹp quá mọi người ơi. Đây mọi người ơi, xe đến rồi, bây giờ là xuất phát thôi. Lên xe buýt. Bây giờ là đi thôi. Ê, Ly Lợn bảo người ta lấy kính mình ra đeo. Đây mọi người ơi, thì mình đã đến là Safari Phú Quốc. Đây là kiểu dạng như là vườn bách thú ấy mọi người. Đấy, có thú hoang dã các kiểu đủ con đà điểu luôn. Bây giờ là mình sẽ đi ra đằng kia để mà vào trong cổng mọi người ạ. Đấy, mình đi từ chỗ mình ra chắc là 40 cây luôn, cực kỳ xa luôn á. Bây giờ là pum wow. Kiểu dạng mình hóng quá cả cướp ra luôn ấy mọi người. Mình xem ở trên review ở trên vlog á. Đấy, thấy mọi người kiểu dạng quay ở chỗ này nhiều lắm. Bây giờ là mình sẽ đi trong chỗ này sẽ mình xong rồi mình sẽ ra ở chỗ Sun Wu ấy. Chỗ đấy là có trò chơi mạo hiểm các kiểu.
Đây mọi người ơi, đó mình đã đến cổng rồi này. Ui, đẹp vãi mọi người ơi, cực kỳ đẹp luôn á mọi người. Ấy, ui ôi. Ok mọi người ơi, mình đã vào ở trong này rồi mọi người ạ. Ấy, ui, đây này mọi người, chỗ này là mình nhìn thấy một con cực kỳ đẹp luôn á. Mọi người thấy không? Đây được gọi là con gì ta? Ui, con chim đẹp vãi. Đây được gọi là hồng hạc mọi người ạ. Ơ không, hồng hạc Mỹ đúng rồi. Hồng... Thảo đây. Thân quay. Thân quay á, đẹp không? Đẹp không? Thế Ly thấy con này ở ngoài đời bao giờ chưa? Thảo ơi, Thảo. Một lần rồi sao ấy? Đâu? Em không nhớ, em thấy một lần rồi. Thế ở đâu? Đây là con hồng hạc Mỹ. Ông bà thấy con này ngoài đời bao giờ chưa? Chưa, mới thấy bây giờ. Mới thấy lần đầu. Bây giờ là sẽ đi ra ở chỗ công viên thú hoang dã mọi người ạ. Đó, ui, ở trong này á kiểu dạng là nhiều thú cực kỳ luôn á. Bây giờ là mình đến đây là sẽ chuẩn bị xếp hàng để đi vào xe buýt để mà đi ra chỗ động vật hoang dã, kiểu ở trong xe buýt xong xem động vật ở bên ngoài ấy mọi người. Nó sẽ tiến vào khu vực của các bạn thú ăn cỏ đến từ châu Á ạ. Đây mọi người, bây giờ mình sẽ đi vào trong xe này. Đấy, bây giờ đây sẽ là nơi sinh sống của các bạn thu nai và các bạn linh dương ạ. À. Ồ, đến rồi. Phía bên tay phải chúng ta, các bạn có bộ lông màu đen ở phía trên, màu trắng ở phía dưới là các bạn linh dương đen Ấn Độ ạ. À. Đây là con đực ạ. À. Còn con cái sẽ có màu vàng ở phía trên và màu trắng ở phía dưới ạ. À. Linh dương đen Ấn Độ. Con đây, bên này cũng có này, bên này cũng có này. Linh dương đen Ấn Độ. Đấy, mình ở trong xe này xong bây giờ sẽ nhìn qua phía trước chúng ta các bạn to lớn kia là Nai Sama. Con đực sẽ có sừng, còn con cái thì không có sừng ạ. Tỷ lệ thành công khi đi săn chỉ là 75/25 đi săn thôi. Và tại quay cho mọi người xem nhé. Ôi. Toàn con hổ đây. Hổ đây mọi người. To vãi. Đây nó sữa để mắc cái đấy. Đây con hổ đây mọi người ơi. Thiên nhỉ. Trên người của các bạn này có những cái sọc đen, con bạn có những thành viên trong gia đình của các bạn đã nhận đen này. Và tụi thì có 7/100 sọc đen trên cơ thể của các bạn này. Đây ông bà đang xem ấy. Ngoài này có con hổ. Đấy, ngoài này có con một con hổ kiểu hổ này là hổ hú đời. Đấy, nó ra chặn đường xe của người ta đi luôn. Rất là to lớn đúng không ạ? Đấy. Ôi, nó chuẩn đi ra này. Phía bên phải có một bạn ở đấy ạ. Bên này là sao đây? Bên này sao đây? Gấu ngựa hay còn gọi là gấu mặt trăng ạ. Các bạn gấu này thì có bộ lông màu đen và một vệt trắng ở trước ngực hình lưỡi liềm ạ. Gấu ở đây là gấu sang chảnh, gấu ăn thịt luộc. Đấy, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem nhé. Ăn cả trái cây luôn. Xa, nó ở chỗ mát mẻ mọi người ạ. Đấy mọi người thấy không? Gấu sang chảnh ấy. Đấy, đứng này. Nó đứng lên này. Đấy. Đẳng cấp. Sau cánh cửa này sẽ là chuốt để muôn đòi. Đấy. Bây giờ đang mở cánh cửa này ra mọi người ạ. Ly đợt ở Hà Đông. Sư tử lại sống theo bầy đàn. Sư tử Hà Đông. Con cái sẽ có nhiệm vụ là đi săn mồi. Sau khi ông bà, ông bà, bà vẫn đang quay đấy. Bà quay là các bạn sư tử con và cuối cùng mới là sư tử cái. Bà quay. Và sư tử được có nhiệm vụ là bảo vệ lãnh thổ cũng như là trong rừng con nhỏ của mình ạ. Hello. Đi, nhìn này đẹp lắm.
Đây thanh niên kia là gọi là vô duyên nhất. Úi trời ơi, cái mồm bạn này hôi quá. Nhiều ghê nhỉ. Ôi, nhiều quá. Sao chúng nó lại bị há hết mồm ấy nhỉ? Ôi, ông kia cũng đang chặn đường nó lại đi. To quá. Và tạm biệt các bạn sư tử ạ. Sau đây chúng ta sẽ tiến vào nhà của các bạn đến từ vùng đất châu Phi ạ. Nơi đây sẽ là nơi sinh sống của các bạn như là tê giác, ngựa vàng, tinh dương, hà điểu. Mình chào mọi anh chị đến với vùng đất châu Phi ạ. Tê giác này mọi người ơi. Ui ơi, hết rồi. Tê giác. Đấy, ui, to quá. Con này là 2 tấn. Ui, to thế. Có rất nhiều vậy, tê giác có phía bên tay trái chúng ta đây ạ. Đây là con gì cái? Đây cũng là tê giác là. Ngựa vàng tay, ngựa vàng tay. Đa điểu nè. Đây đa điểu. Con cái, con được sẽ to hơn và cặp sừng sẽ xoắn hơn ạ. À. Ngoài ra thì trước chúng ta có các bạn ngựa vàng ạ. À. Không phải là mình đi ngắm chúng nó đâu mà là bây giờ mình là trong xe là như kiểu cái tivi để chúng nó ngắm mình ấy. Đấy. Đây, ngựa vàng này, ngựa vàng này. Đấy. Bên này là linh dương này. Ở đây là kiểu to gần đây luôn. Ở đây thì các bạn này có thể đạt lên đến 600 kg mà. Đây là kiểu dạng là người ta thiết kế giống như châu Phi để cho mấy con này sống. Đây, linh lại một em linh dương con này. Đấy, hai sừng, thằng nào tắm sừng cho đây. Ở phía bên tay trái chúng ta có một bạn tê giác vừa mới tắm bùn xong đấy ạ. Tê giác tắm bùn. Con đã cao khoảng 1m8 rồi ạ. Bây giờ là tiến vào một vùng đất mưa nhiệt đới gọi là siêu mẫu. Khi trưởng thành thì các bạn cũng có cổ cao khoảng từ 4-5m ạ và nặng khoảng 2 tấn ạ. Còn phía bên tay phải chúng ta có một vài bạn khỉ đấy ạ. Đây là khỉ tự nhiên ở Phú Quốc ạ. Khỉ tự nhiên. Đây này. Ôi con chim này, chim bay đến này. Ngựa. Đi trước chúng ta chính là các bạn khô cao cổ đấy ạ. Nhiều lắm. Thằng chỉ nhìn dài mắt thôi à thầy. Dài quá. Nhìn gì không nhìn đi, nhìn dài ra thôi chứ. Tận mắt chứng kiến luôn. Mọi hôm mà chỉ thấy trong tivi thôi. Ui, đi mỗi một vùng là một vùng mới. Đẹp á. Như trong chuyện đấy nhỉ? Ừ, nhìn như kiểu dạng mình đang đi ra chỗ ngoài thế giới. Đây rồi. Thanh niên này bị cắm sừng rồi. To sừng dài châu Phi ạ. Cắm sừng to lớn bị cắm sừng rồi. Đấy đang buồn này, bị cắm sừng đang buồn này. A few moments later. Ui. Huê vai, đẹp vai. Bà bây giờ lần đầu thấy đúng không? Mình cũng lần đầu thấy mọi người ạ. Mỗi hôm chỉ thấy trên tivi thôi. Công nhận thích thật.
đẹp. Lần đầu mình thấy sư tử mà nó khoảng cách gần như thế, mọi khi nó phải qua một cái lồng. Ta bảo là không được đi hôm nay thì tiếc. Cứ để đi thì hết mệt rồi. Hết lần luôn rồi. Ngoài này có một con gì này. Đây. Giống con mèo lắm. Đây, đây là thú tây đây. Ôi kìa, có mẹ con khỉ con kìa, kia kìa. Nó đang ôm mẹ kìa. Đây này, đây này, có con khỉ con này. Để mấy tàu linh nói nàng có em ăn luôn này. Uầy, đây là đàn khỉ anh em ạ. Đang chuẩn bị đấu chiến này, chuẩn bị đấu chiến này. Chuẩn bị đấu, đánh nhau này. Du Ui à. Con này bị làm sao ấy, mày bị dở hơi à Nhung? Nó bị dở hơi anh em thông cảm nhé. Đây không phải, mình không quen biết đâu nha anh em nhá. Mình không quen biết đâu nha. Nó lên mạng mình quay thấy nó kiểu dạng ngộ ngộ kỳ kỳ như bị điên nên mình quay nó lên thôi, mình không quen nó đâu. Đây. Tài ha. Đây, thanh niên này đi giày cao gót nên là bây giờ là bị trẹo chân. Mọi người ơi, bây giờ là mình đến là Vin Wonder rồi người ạ. Ơi, đẹp phết cả nồi ạ. Đây, mọi người nhìn này, đằng sau của mình đẹp phết cả nồi ra luôn á mọi người. Như kiểu dạng một thế giới khác luôn, như kiểu dạng là trong phim cổ truyện tích các kiểu luôn mọi người ạ. Đẹp phết kiểu đó. Từ nhỏ đến giờ mình được đi vãi, bây giờ lần đầu đi luôn. Phê vãi mọi người ạ. Đi, bây giờ đi ra đang sống ảo chụp ảnh này. Sướng không đi, đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp đúng không? Đẹp nhưng mà nắng đúng không? Nhưng mà không sao, về dưỡng da lại đi ạ. Nắng vãi mọi người ạ. Thề luôn, nắng cực kỳ luôn đi ơi. Nắng với mình ra đây chụp ảnh xấu ảo thiếu người ơi. Nắng cực kỳ luôn á. Đây này, nhưng mà ở đây được cái là đẹp lắm. Đẹp nên là nắng không sao, vì là cháy nắng hết mọi người ạ. Ờ con trai thì mới hở chưa hở bò cái bằng chân đi. Đi ơi, ra đây. Anh ấy đi ơi. Ra đây, ra bên này đây. Đúng ảo thiếu người ạ. Giờ là vào bên trong mà Vin Wonder mọi người ạ. Đây, đẹp cực kỳ luôn á. Như kiểu dạng một hoàng cung luôn mọi người ạ. Vào trong này cực kỳ đẹp luôn. Ui, vào trong rồi. Ui dồi ôi, đẹp quá. Đây mình cho mọi người xem nhé. Mọi người ơi, đấy khá là nhiều luôn. Bây giờ là mình sẽ tiến vào trong, nhưng mà trước khi là tụi mình sẽ đi vào ăn trước mọi người ạ. Đói lắm rồi. Mình có voucher này ấy, có mấy cái voucher này để mà ăn này đấy. Bây giờ vào trong này sử dụng bằng giấy ấy anh em ạ. Bây giờ là vào trong ăn thôi. Bà thì vẫn đang kiểu dạng đam mê sống ảo. Đẹp nhờ đi nhờ. Như kiểu bên nước Anh. Như kiểu dạng bên nước ngoài nhờ. Bên nước Anh. Bộ này mà anh. Con Nhung mặc bộ này ra hợp đấy nhờ. Đến trong này còn gọi là đỉnh hơn nữa mọi người ạ. Wow. Ui. Chân hình ảnh lắm ơi.
Quán này là gọi là áp dụng voucher của mình nhỉ. Bây giờ dùng tờ giấy vào để mà ăn mọi người ạ. À, con Nhung sống ảo ghê phết nhờ. Ảo ấy. Cho chị Ly chụp cùng phát xem nào. À đủ, chị Ly cũng sống ảo luôn. Sống ảo bên này luôn. Kẹt đấy, kẹt đấy. À đủ. Mình sẽ vào trong này ăn mọi người ạ. Đó. Vào ăn trước xong rồi tí đi chơi sau. Là món cơm bò sốt tiêu đen mọi người ạ. Ít khách đây của mẹ mình đùi gà này, thấy ông bà này, đó mọi người thấy không? Nhung thì đây không? Nhung là mì xào bò. Ui, mì xào bò có vẻ ngon quá. Đây bây giờ là ăn nè. Đây, thanh niên đi giày cao quá, bây giờ bắt mình cóng. Cái quá này. Đau. Đau à? Đi xem thủy cung đi lợn ơi. Đau à? Khổ thân, lần đầu đi giày cao gót. Bây giờ là sẽ đi thủy cung cung điện Hải Vương nhá. Bây giờ trong đấy có cá mập rồi. Có trời ơi, nhìn như cứt. Ôi, ai da ui ui mọi người ơi, để mình quay cho mọi người xem nhá. Của cái gì nhỉ, của Nobita ấy. Hù đào ui mọi người ạ. À, đỉnh vãi thề luôn, đúng là không đi ra ngoài thế giới thì không biết được mọi người ạ. À, kiểu nhiều cái rượu kỳ phát cả nồi ra luôn. Cái gì của người ta cũng có thể làm ra được á. Cái mặt của chị Ly. À đây cho em. Ảo ớ mắc khóng gì của nơi còn. Chị Ly ơi, làm lại mặt vừa nãy đi. Để khóng đi nào, đi nào. Ui mọi người ơi, đấy mọi người thấy cái gì đây không? What the hell? I am Mimi. Đây là cụ rùa to nhất mà mình từng thấy mọi người ạ. To, mọi người nhìn trong video nhìn như thế thôi mà ở ngoài đời to, cực kỳ to luôn á. Lông mũi. Một quả đồi, to không? To đúng không? Ui mọi người ơi, đây mình đến gần này. Ui dồi ôi, to vãi mọi người ạ, nhìn cụ rùa to vãi. So sánh tao nhá. À, nhìn con Nhung này, so sánh con Nhung này. Đây mọi người ơi, đây chụp ảnh đây, cả nhà ra chụp ảnh mọi người ạ. Ui, nhìn con rùa to vãi. Từ. Đây. To vãi. Xe điện. Đây mọi người nhìn con. À, nhìn cụ rùa này mọi người. Ơi đấy, đây quả này sáng này. Đây, bây giờ là đi chơi trò chơi mạo hiểm nhá mọi người. Đây, đằng sau mình là một khu trò chơi mạo hiểm mọi người ạ. Đấy, bây giờ là đi mọi người ạ. Đấy, dám chơi trò chơi mạo hiểm không? Tất nhiên là có rồi. À đủ. Khá đấy. Tí lên hai đứa hết mì điện, không có khung nhất ra đấy. Là con dòng lửa nhá. Đấy, mình biết tiếng Anh đấy. Cái này là ra the... Định đi chơi trò chơi. Định đi chơi trò chơi mạo hiểm mà đóng mất rồi mọi người ạ. À, mệt quá.
Bây giờ đi ra quảng trường là nó có lễ hội gì ấy, nhìn xịn xó lắm. Đây ông bà ơi, mệt quá ra ngồi tặng giấy massage không vậy ạ? Bây giờ là sẽ đi ra chỗ là Grand Dụ gì gì chỗ thành phố không ngủ mọi người ạ. Bây giờ lại đi chơi tiếp. Ai cũng đi về hết rồi. Bây giờ là đi ra chỗ là thành phố không ngủ thôi mọi người ơi. Quay trong người ở ban đêm nhé mọi người nhá. Ui, ban đêm cũng đẹp tuyệt vời luôn mọi người ơi. Đấy mọi người à, mình quay vòng quay xung quanh cho mọi người xem luôn này. Đấy. Đây bây giờ mình đang ngồi ở đây đợi taxi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đi xe điện là ra chỗ thành phố không ngủ này. Mình đến rồi nè mọi người. Đó. Nay tài xế đi, đi Khánh sẽ đưa mình đi mọi người ạ. Lên bé ơi, xe sang nhất trong hội. Em biết đường đi không? Ua. Đi ơi. Chỗ họ chụp ảnh ở đây này. Tối nay cái gì vậy? Tối nay lên nhà Teddy này, Teddy này, Teddy này. Đây là nhà cậu Teddy này mọi người ơi. Thật trời. Nghe được. Xem ra tí đâm vào người ta thì ở đây mà đua nhá, thành cô nhá. Mọi người ơi, đây được gọi là thành phố không ngủ. Vòng bên này nhá. Ừ, vòng bên này đi. Xịn lắm, đẹp lắm. Đây là những căn shop house này. Ôi, đỉnh cao thật sự anh em ơi. Đỉnh cao, đẹp thật sự. Lần đầu từ nhỏ đến lớn bây giờ mới được đi mọi người ạ. Thấy thành phố nó to như thế nào. Đấy. Quá đỉnh cao luôn mọi người ơi. Ui, thành phố không ngủ đấy. Ui, đẹp lắm, đi thẳng anh xem rồi thế nào. Ui ôi, đỉnh cao thật sự mọi người ơi, đỉnh cao. Quá đỉnh luôn anh em ơi. Ui, đẹp lắm. Đây được gọi là phố đi bộ của Phú Quốc đấy, ở trong thành phố không ngủ luôn. Người đi dưới nước anh em ơi. Đâu?
Ok mọi người ơi, xong rồi. Phê không? Quá phê. Không quen, không quen, không quen. Bạn là ai? Từ đâu nước nào đấy? Bạn là nước nào? Bạn... Chẳng biết có ai nói với em rằng ồ ai nhỉ? Em đang yêu đơn phương lâu nay. Em quên mình biết à? Em một đời trước khi xa rời. Đi ơi, nhạc tủ, nhạc tủ. Ơi, Son á, anh làm gì biết? Em có cho anh cầm đâu? Tại là 11 giờ đêm rồi mọi người ạ. Khá là buồn ngủ luôn. Mình cuối cùng đã về đến nhà rồi. Bây giờ là về thằng Thành khuê đã khen. Nó mới làm Thành khuê một con. Quay quay. 5, 4, 3, 2, 1. 9.